Cô bé cứu sói. Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một người cha sống cùng cô con gái nhỏ. Người cha đến cả cái bát ăn cơm, cái vá múc canh, cái chén uống nước cũng chẳng có. Anh chỉ mong muốn có được một mảnh đất nhỏ để làm việc, hy vọng cuộc sống sẽ khấm khá hơn. Vị trưởng làng đã cao tuổi, muốn tìm người tài để kế nhiệm vị trí của mình. Nên một ngày, ông đã ra một câu đố hóc búa cho tất cả mọi người. Nếu ai có câu trả lời đúng, sẽ được nhận phần thưởng là một mảnh đất lớn ở ven làng. Hai anh nói muốn giải câu đố ư? Ta sẽ đưa ra một câu đố. Ai trả lời đúng câu đố của ta, thì mảnh đất sẽ thuộc về người đó ngay. Xin cụ hãy đưa ra câu đố, thưa cụ. Hãy nghe nha, trên thế giới cái gì béo nhất, cái gì nhanh nhất và cái gì đáng yêu nhất, ngày mai hãy cho ta nghe câu trả lời. Trời ơi, làm sao mà đoán được câu đố của ông cụ đây, khó quá. Bố ơi, bố có gì buồn bã thế, ông cụ đã nói những gì hả bố? Ông cụ đưa ra những câu đố như thế, thật là bảo người ta vắt óc ra suy nghĩ. Câu đố gì hả bố? Trên thế giới cái gì béo nhất, cái gì nhanh nhất, cái gì đáng yêu nhất. Bố ơi, các câu này dễ thôi mà. Bố cứ yên tâm nói giống lời của con là được rồi. Thế nào, các anh đã đoán ra chưa? Chúng tôi đã đoán ra rồi thưa cụ. Thưa cụ, thật quá đơn giản. Béo nhất là con lợn nhà cụ, nhanh nhất là con chó săn của cụ, đáng yêu nhất là tiền bạc. Nói bậy nào, nói bậy nào. Cụ ơi, là như thế này, không có gì có thể béo hơn mẹ đất, người nuôi dưỡng vạn vật trên thế gian. Đúng, thế cái gì nhanh nhất nào? Nhanh nhất là ý nghĩ của con người. Ý nghĩ của con người có thể theo gió đến tận bất cứ nơi đâu. Còn cái gì đáng yêu nhất? Đáng yêu nhất là giấc ngủ say. Bất cứ ai, một khi đã ngủ say đều có thể dũ bỏ tất cả. Cái gì? Giấc ngủ say ư? Trời ơi, vậy là mảnh đất đó không thuộc về mình rồi. Hoàn toàn đúng, nhưng anh phải nói cho ta biết anh tự mình nghĩ ra hay đã có ai giúp đỡ anh. Thưa cụ, tôi có một đứa con gái tên Masa, chính nó đã bảo cho tôi điều đó ạ. Con gái anh mấy tuổi rồi, theo học thầy nào mà giải được câu đố của ta? Dạ thưa cụ, nhà con nghèo, tiền để mua thức ăn còn không có, lấy đâu tiền đi học ạ? Con gái còn 8 tuổi rồi, nhưng chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp cơm nước cho con thôi ạ. Có việc này ư? Còn cô bé ấy không được học hành tử tế, thế mà lại đoán được câu đố của ta, ắt hẳn là người có tài. Nếu được rèn giũa, chắc chắn sẽ có ích cho xã hội. Ta phải thử nữa xem sao. Người thật liêu láo, dám bỡn cợt ta. Con gái người mới có 8 tuổi, làm sao có thể trả lời được? Đã vậy, người sẽ bị trừng phạt. Trời ơi, xin cụ tha cho con hoàn toàn nói sự thật. Được rồi, con gái người phải giải được câu đố sau của ta thì ta mới tin. Đây là 10 quả trứng gà chín, hãy đưa cho con gái anh, bảo cô ấy đem gà mẹ ấp qua một đêm, phải nở ra những con gà. Sau đó đem những con gà đó nuôi lớn, rồi con gái anh hãy giết 3 con quay chín mang đến cho ta ăn sáng. Sáng mai anh hãy mang đến đây, nếu như không làm được thì anh và con gái sẽ gặp rắc rối đấy. Trời ơi, phải làm sao đây? Bố ơi, sao bố lại buồn vậy? Lời giải đáp của con đã sai hả bố? Không phải, chúng ta gặp rắc rối rồi con ơi. Bố ơi, bố hãy đem chậu cháo đến đưa cho ông cụ đi. Bảo với ông cụ là ông cụ hãy đào một cái hố, đem chậu cháo trồng xuống đó, cây mạ mọc lên, khi lúa chín rồi hãy gặt lúa về, xát thành hạt gạo, nghiền vỡ ra, rồi đem đến cho những con gà nở từ những quả trứng chín này ăn đi. Chuyện gì nữa vậy bố? Con nhìn đây, ông cụ đưa cho con một rễ cây gai, yêu cầu con ngâm vào nước rồi phơi nắng, đập kỹ và phải dệt ra 100 tấm vải. Thưa ông, xin ông hãy làm khung cưỡi từ cành cây nhỏ này để tôi mang về dệt rễ gai. Xem ra đây đúng là một cô gái thông minh. Anh hãy quay về nói với con gái anh, bảo cô ấy đến làm khách nhà tôi sáng mai. Nhưng phải nhớ là không được đi bộ, cũng không đi xe, không đi chân không, cũng không đi giày, không cần đem theo lễ vật, nhưng không thể thiếu lễ vật. Nếu con gái anh không đến, chắc anh biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bố ơi,
ơi, chớ có buồn, tất cả đều tốt hết. Xin bố đem về cho con một con thỏ sống. Sáng sớm hôm sau, Masha xỏ một chân vào đôi giày rách, còn một chân đi không. Sau đó, cô lại đem theo một con chim sẻ, tìm một cái xe trượt tuyết buộc vào con dê. Cô giấu con thỏ trong nách áo, con sẻ cầm trên tay, một chân để dưới đất, một chân đặt trên xe trượt tuyết. Rõ ràng con dê đi bộ thay cô, rồi cứ như thế, cô đi đến sân nhà ông già. Không thấy cô bé ấy đến, có lẽ những câu trước chỉ là do ăn mai thôi ư. Cô bé để con dê kéo xe đến ư, thông minh đấy. Các người hãy thả hai con chó săn ra. Thỏ con, hãy chạy thật nhanh nha. Thưa cậu, đây là lễ vật con biếu cho cậu ạ. Khá khen cho sự thông minh, ứng biến nhanh lẹ của con. Ta vốn không có con, nếu không chê, ta sẽ làm cha nuôi của con. Sau này tới theo ta học, nhất định sau này con sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Dạ, con cảm ơn cụ. Vậy là nhờ sự thông minh của mình, cô bé đã được ông cụ nhận làm con nuôi. Cô theo ông cụ học từ đó với mong muốn sau này sẽ trở thành người giỏi giang và giúp ích được rất nhiều người như ông cụ. Bức thư nhỏ dưới mưa. Mưa bão suốt từ đêm qua mà giờ vẫn chưa dứt, mà hôm nay lại có một bức thư phải chuyển nữa. Làm thế nào bây giờ? Hôm nay trời mưa to, lại chỉ có một bức thư phải đưa. Để mai trời tạnh ông mang đi cũng được mà. Để đến mai trời vẫn mưa thì phải làm thế nào đây? Không được, kiểu gì tôi cũng phải chuyển cho người ta trong ngày hôm nay. Ông nhìn xem, trời mưa gió thế này, đường xá thì lầy lội, đi lại làm gì cho vất vả ra, rồi lại ốm ra đấy. Bây giờ già cả rồi, ông cũng phải cẩn thận một chút chứ. Cần gì mà ông phải vội vã như vậy? Nếu bà là người gửi thư, bà có mong bức thư đến tay người thân bà sớm nhất không? Ôi trời ơi, ông cứ lắm chuyện à. Không chuyển được hôm nay thì ngày mai chuyển, ngày mai không chuyển được thì ngày kia. Thư thì vẫn còn ở đó, chứ có mất đi đâu. Không được, bà ở nhà nha, tôi đi đây. Người đâu mà bảo thủ thế không biết. Sao càng ngày mưa càng to thế này? Ôi trời ơi, quần áo dơ hết rồi. Có lẽ bà nói phải, mình đã già rồi, không còn khỏe như xưa nữa. Chào bác, bác hỏi ai ạ? Đây có phải nhà cháu Trần Thị Thu không? Dạ đúng ạ. Có một bức thư gửi cho cháu đây. Ôi, bác biết không? Đây là thư của chồng cháu. Mẹ con cháu đã mong chờ bức thư này mấy ngày nay rồi đó bác. Ồ, vậy sao? Con bé con nhà cháu đang bị bệnh. Trước khi vào phòng phẫu thuật, nó rất mong chờ nhận được thư của ba nó. Mẹ ơi, liệu đợt phẫu thuật này con có chết không? Con nói gì lạ vậy? Mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, con sẽ khỏe mạnh như xưa thôi. Không, con sợ lắm, sợ lắm. Giá như con có thể nhận được thư của ba trước lúc phẫu thuật. Bác biết không, ba con bé ở tận Trường Sa. Cháu vốn không muốn nói với anh ấy về bệnh tình của con bé, sợ anh ấy lo lắng, nhưng cháu buộc phải nói với anh ấy. Mà anh ấy xa thế, thư đi cũng phải mất cả tuần. Cháu đã rất trông đợi lá thư này, thật là một phép màu, vì ngày mai con bé bắt đầu phẫu thuật rồi. Vậy là tốt rồi, chúc mừng hai mẹ con nha. Thôi, tôi xin phép về. Ôi trời,
Quần áo của bác dơ hết rồi kìa. Khổ thân cho bác. Trời mưa to gió lớn thế này mà bác vẫn đi lặn lội đến đây chuyển thư cho cháu. Bác vất vả quá. Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Có thể chuyển kịp bức thư này cho cháu là bác vui lắm rồi. Mong cháu bé sẽ sớm khỏe lại. Dạ, cháu cảm ơn bác. Không có gì đâu mà. Ôi trời, mưa tạnh rồi kìa. Thôi, tôi xin phép về. Tranh thủ về kéo mưa lại ào xuống bây giờ. Dạ vâng, bác về ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều nha. Ôi mẹ, thật, thật là thư của ba sao? Trời ơi, sao quần áo của ông toàn bùn đất thế này? Ông bị té ở đây hả? Trời ơi, tay ông này, xây xác hết cả rồi. Đấy, ông thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà. Trời mưa gió lại già cả rồi, cứ tham công tiếc việc làm gì cho khổ cái thân. Thế mà ông còn cười được nữa hả? Khổ cái gì chứ, bà biết không, một lá thư chỉ chuyển đi chậm một ngày là có thể thay đổi cả cuộc đời một con người đấy. Và hôm nay tôi đã làm được một việc rất có ý nghĩa. Từ giờ tôi sẽ cố gắng chở những bức thư yêu thương đến mọi người nhanh nhất có thể. Nhành hoa bạch tuyết. Mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì mà vui thế con? Trường con sắp tổ chức một buổi nhạc kịch. Chúng con sẽ phải diễn vở kịch Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Và hôm nay cô giáo đã chọn con vào vai Bạch Tuyết đấy mẹ. Nghe có vẻ hấp dẫn đây. Con sẽ là một nàng Bạch Tuyết, da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như gỗ mun. Thật là xinh đẹp phải không mẹ? Nhưng mẹ ơi, mẹ phải giúp con học thoại đấy nhé. Lời thoại vừa dài vừa khó. Nàng Bạch Tuyết xinh đẹp của mẹ, chắc chắn là con sẽ làm tốt mà. Vậy con vào học thoại luôn đây mẹ. Ôi, xem này, ở đây có một chiếc ghế thật là nhỏ nhắn dễ thương. Nhưng sao lại có 7 chiếc ghế giống nhau thế nhỉ? Chắc là của 7 đứa trẻ rồi. Ra ăn cơm thôi con gái, lát nữa học tiếp. Dạ, con ra ngay đây. Con ăn xong rồi mẹ, con học thoại tiếp đây. Cái con bé này. La 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 la. Ta là công chúa Bạch Tuyết, gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Cái gì thế này? Mẹ, mẹ ơi! Nhìn mặt con này, con bị sao thế này? Chắc là con bị dị ứng rồi. Không sao đâu, cháu chỉ bị dị ứng thôi. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cháu, chắc phải 3-4 ngày cắt nốt mới lặn hết được. Hôm nay chúng ta sẽ tập cho buổi diễn kịch. Các em đã có mặt đông đủ chưa nhỉ? Bạch Tuyết đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi nhỉ? Dạ, thưa cô, con đây ạ. Ơ, mặt cậu sao vậy? Ừ, sao mà toàn nốt thế kia? Thế thì thành Bạch Tuyết mặt hoa à? Con làm sao thế? Con bị dị ứng ạ. Thế con đã uống thuốc gì chưa? Liệu đến hôm diễn có khỏi được không? Con uống thuốc rồi. Bác sĩ bảo phải 3-4 hôm nữa mới khỏi. Chỉ còn ngày mai nữa là biểu diễn rồi. Làm thế nào bây giờ? Chắc phải tìm người khác đóng thế con rồi. Cô có thể vẫn cho con biểu diễn được không cô? Con đã thuộc hết lời thoại rồi cô ạ. Con sẽ cố hết sức, không để cô và các bạn thất vọng đâu ạ. Nhưng còn thế này thì làm sao đóng vai Bạch Tuyết được? Hay là thế này nhé, con sẽ đứng ở trong hậu trường nhắc thoại cho Bạch Tuyết. Như thế cô không còn lo bạn mới không kịp học thuộc lời thoại nữa. Con chào mẹ. Quái lạ, hôm nay con bé làm sao thế nhỉ? Mọi hôm nó ríu ra ríu rít cơ mà. Sao vậy con? Con không được đóng vai Bạch Tuyết nữa rồi.
Cô giáo chỉ cho con đứng sau hậu trường nhắc thoại cho Bạch Tuyết thôi. Ồ, mẹ cứ tưởng con không được tham gia diễn kịch nữa cơ. Như vậy thì phải vui lên chứ. Sao con lại buồn thế? Không, con thích được làm nàng Bạch Tuyết xinh đẹp, kiều diễm, tâm điểm của mọi sự chú ý cơ. Con không thích chỉ là một người nhắc thoại đứng đằng sau hậu trường. Tặng cho con này. Sao mẹ lại tặng hoa cho con? Mà sao, sao mẹ lại vặt những bông hoa đẹp nhất đi như vậy? Con có thấy sau khi vặt bông hoa đi thì cành hoa còn đẹp không? Trông nó chẳng đẹp chút nào. Con biết không, dù không đẹp bằng bông hoa, nhưng lá cũng rất quan trọng. Nó giúp cho cây quang hợp, là một yếu tố quan trọng giúp cây có thể nở được những bông hoa rực rỡ. Nó còn tô điểm thêm cho bông hoa nữa. Con có thấy như vậy không? Dạ, con cũng thấy thế ạ. Đối với con người cũng vậy, con gái ạ. Không thể có mọi chuyện, mọi người đều làm công chúa, đều được làm Bạch Tuyết. Nhưng chúng ta không phải vì vậy mà xấu hổ. Nhân vật nào cũng đều quan trọng cả. Thiếu một nhân vật thì vở kịch không thể hoàn thiện được. Cái quan trọng là dù ở vị trí nào, đóng nhân vật nào, chỉ cần cố gắng chăm chỉ làm tốt đều sẽ có được thành công. Con hiểu rồi mẹ. Mẹ tin con sẽ là người nhắc lời thoại xuất sắc đấy. Đúng rồi, con có thể nhắc thoại cho bạn ấy nữa. Con sẽ cố gắng làm thật tốt. Con cảm ơn mẹ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.